Thư mời: Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư liệt vị, Đức Phật dạy: Hiếu đạo là Phật đạo, hiếu tâm là Phật tâm, hiếu hạnh là Phật hạnh. Để đền đáp ân đức sinh thành dưỡng dục của cha mẹ nhiều đời, chùa Điều Ngự sẽ long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan đúng vào lúc 11 giờ thứ bảy ngày 10 tháng 8 năm 2019. Chương trình đại lễ gồm có thuyết pháp, lễ trai tăng, nghi thức Vu Lan thắng hội, lễ chúc thọ, lễ quy y, tiến linh, thí thực cô hồn. Trước ngày đại lễ một tuần, chùa sẽ tụng kinh Vu Lan Bồn, kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân và dâng sớ cầu siêu cho Cửu Huyền Thất Tổ, Đa Sanh Phụ Mẫu hàng đêm. Chúng tôi trân trọng kính mời quý đạo hữu hoan hỷ quang lâm tham dự đại lễ. Sự có mặt của chư liệt vị sẽ không chỉ thể hiện lòng tri ân và báo ân lên các đấng sinh thành dưỡng dục, mà còn là một bài học hiếu thảo sống động đối với nhiều thế hệ con cháu của chúng ta. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, phước huệ trang nghiêm. Trân trọng kính mời trụ trì Tỳ Kheo Thích Viên Huy.